Xin chào quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Hòa Chiều Phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để cập nhật những thông tin diễn ra tại các địa phương trong tỉnh. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Côn Đảo tưng bừng lễ khai giảng năm học mới. Lãnh đạo thành phố Vũng Tàu dự khai giảng năm học mới 2018-2019. Trường Trung học phổ thông Châu Thành, thành phố Bà Rịa đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Kính thưa quý vị, hôm qua ngày 5 tháng 9, cùng với cả nước, các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức ngày hội khai trường trong tâm thế, tiếp tục nỗ lực nâng cao toàn diện chất lượng dạy và học. Thông tin địa phương hôm nay sẽ dành trọn thời lượng chuyển tải không khí ngày hội khai trường ở các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh. Thưa quý vị, tại huyện Côn Đảo, niềm vui ngày hội khai trường năm nay được nhân đôi bởi huyện vừa có thêm ngôi trường trung học cơ sở đầu tiên mang tên Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong tại huyện Côn Đảo được đầu tư khang trang hiện đại bằng nguồn ngân sách tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nguồn hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2018-2019, huyện Côn Đảo có 2.500 học sinh phổ thông theo học ở 5 trường và một trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp trên địa bàn. Huyện đã đầu tư hơn 7 tỷ đồng sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị để các trường thêm đầy đủ điều kiện dạy và học trong năm học mới. Năm học mới này, ngành giáo dục Côn Đảo tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động giáo dục đào tạo và chuẩn bị tốt các điều kiện để sang năm học 2019-2020 thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. Thưa quý vị, hơn 80.000 học sinh của gần 100 trường phổ thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đã rộn ràng đón ngày hội khai trường. Năm nay, dù tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn vì còn thiếu trường lớp giáo viên, song ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu vẫn quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học so với năm học trước. Đến dự khai giảng và cắt băng khánh thành trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh, ông Mai Ngọc Thuận, bí thư thành ủy Vũng Tàu mong muốn thầy trò nhà trường tiếp tục phấn đấu, nâng cao thành tích dạy và học, xứng đáng là lá cờ đầu trong ngành giáo dục thành phố Vũng Tàu. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh được xây dựng trên diện tích gần 10.000 m2 tại số 460 đường Trương Công Định, phường 8, với tổng kinh phí hơn 143 tỷ đồng. Năm học vừa qua, trường có 210 học sinh cấp thành phố đến cấp quốc gia. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,7%. Chung niềm vui ngày khai trường với thầy trò trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, lãnh đạo thành phố Vũng Tàu đánh giá cao thành tích của nhà trường trong những năm học vừa qua và đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống một ngôi trường luôn dạy tốt, học tốt. Năm học vừa qua, tỷ lệ tốt nghiệp của trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh đạt 100%, tỷ lệ thi đỗ vào trường Trung học phổ thông công lập đạt gần 94,7%. Trong giai đoạn 2014-2018, trường có 43 học sinh giỏi cấp quốc gia, 110 học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2. Năm học 2018-2019, thầy và trò trường Trung học cơ sở Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào giảng dạy nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Trường phấn đấu 95% học sinh lên lớp thẳng, 78% học sinh đạt học lực khá giỏi. Phấn đấu tỷ lệ học sinh lớp 9 thi đậu vào các trường trung học phổ thông nằm trong top 3 của tỉnh. Để đạt mục tiêu này, ban giám hiệu nhà trường yêu cầu thầy cô giáo không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu học sinh thực hiện nghiêm quy định của nhà trường, tích cực học tập, rèn luyện và tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường đề ra. Năm học này, trường tiểu học Hạ Long, Vũng Tàu có hơn 1.300 học sinh. Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nhà trường sẽ thực hiện nghiêm kỷ cương, nề nếp, dân chủ, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Ban giám hiệu nhà trường cũng tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, chuẩn bị nền tảng vững chắc cho việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới vào năm học tới. Là một trong năm trường xuất sắc của thành phố Vũng Tàu, trường tiểu học Quang Trung có đội ngũ, cán bộ quản lý và giáo viên luôn nhiệt tình, tâm huyết với nghề và tận tâm với học sinh. Trong không khí rộn ràng của ngày khai trường, trường tiểu học Quang Trung chào đón hơn 380 học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh toàn trường lên gần 1.500 học sinh. Năm học 2018-2019, trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, bồi dưỡng giáo viên, khuyến khích giáo viên vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, tổ chức dạy thích hợp,
đảm bảo sự hợp lý, nhẹ nhàng, không gây áp lực cho học sinh. Năm học 2017-2018, trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình đạt nhiều thành tích cao trong dạy và học. Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt hơn 99,9%. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99,5%. Trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp, học sinh của trường đạt 40 giải, trong đó 5 giải cấp tỉnh, 35 giải cấp thành phố. Năm học này, trường trung học cơ sở Nguyễn Thái Bình có hơn 1.500 học sinh. Trường đặt mục tiêu 99,9% học sinh lên lớp và 99,9% học sinh lớp 9 tốt nghiệp trung học cơ sở. Trường tiểu học Lý Tự Trọng được thành lập trong năm học 2018-2019 theo quy hoạch mạng lưới trường lớp trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Trường có 28 lớp, 984 học sinh, 65 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong năm học mới, thầy và trò trường tiểu học Lý Tự Trọng tích cực đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng dạy kiến thức song song với kỹ năng thực hành, giúp học sinh phát triển toàn diện. Dù năm học mới đã bắt đầu từ 2 tuần qua, nhưng niềm vui trong ngày hội khai trường tại thành phố Bà Rịa vẫn ngập tràn. Hòa cùng không khí của ngày hội khai trường là quyết tâm dạy tốt, học tốt hơn nữa của các thầy cô giáo, các em học sinh và tất cả những người làm công tác giáo dục. Trong niềm vui ngày khai trường, thầy cô giáo học sinh trường Trung học Phổ thông Châu Thành Bà Rịa đã đón nhận huân chương lao động hạng nhì của nhà nước trao tặng. Đây là thành quả mà các thế hệ thầy cô giáo và học sinh của trường nỗ lực đạt được sau hơn 60 năm hoạt động. Năm học mới 2018-2019, trường Trung học Phổ thông Châu Thành có 1.228 học sinh và 86 cán bộ giáo viên. Trường phấn đấu tiếp tục là một trong những trường Trung học Phổ thông hàng đầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về chất lượng dạy và học. Trường Trung học Cơ sở Lê Quang Cường ở thành phố Bà Rịa luôn là một trong những trường Trung học Cơ sở dẫn đầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về thành tích dạy tốt học tốt. Năm học vừa qua, nhà trường có 42 học sinh giỏi cấp tỉnh, 80 học sinh giỏi cấp thành phố, 100% học sinh được công nhận tốt nghiệp, gần 91% học sinh đậu vào lớp 10 công lập. Năm học mới 2018-2019, trường Lê Quang Cường tiếp tục tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ứng xử văn hóa cho học sinh. Trường Trung học Cơ sở Long Toàn có 13 lớp với 421 học sinh. Năm học mới này, trường sẽ kết hợp giáo dục thể chất, trí tuệ với giáo dục đạo đức, nhân cách, đặc biệt chú trọng giáo dục, rèn kỹ năng sống, quy tắc ứng xử có văn hóa cho học sinh. Để hỗ trợ trường đạt mục tiêu đề ra, đồng thời tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, nhân ngày hội khai trường, các đơn vị tài trợ và hội phụ huynh học sinh của trường đã trao tặng trường 2 TV để trường dạy tin học và 10 xe đạp với tổng trị giá trên 50 triệu đồng cho những học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn. Năm học này, các trường học trên địa bàn thị xã Phú Mỹ tổ chức lễ khai giảng với mục tiêu ngắn gọn, tiết kiệm và tập trung vào phần hội để tạo dấu ấn đẹp cho học sinh trong ngày hội khai trường. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo, ngành giáo dục thị xã yêu cầu các trường đẩy mạnh đổi mới phương pháp giáo dục để tận dụng tối đa sự chủ động sáng tạo của đội ngũ giáo viên và học sinh. Năm học 2017-2018 vừa qua, trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch có 99,7% học sinh đậu tốt nghiệp, tỷ lệ học sinh có học lực khá giỏi đạt 60%, gần 98% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt. Trong năm học mới, trường Trung học Phổ thông Hắc Dịch tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ, góp phần giáo dục nhân cách, lối sống cho học sinh. Năm học vừa qua, trường Trung học Cơ sở Phú Mỹ có 2 giáo viên được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 11 cán bộ giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Trường có 27 giáo viên dạy giỏi. Tỷ lệ học sinh học lực giỏi của trường trong năm học qua đạt trên 34%, học lực khá đạt gần 28%, hơn 97% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Năm học này, trường Trung học Cơ sở Phú Mỹ tiếp tục đổi mới giáo dục đào tạo, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Năm học 2017-2018, 100% xã thị trấn trên địa bàn huyện Châu Đức đạt chuẩn phổ cập tiểu học và trung học cơ sở, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, hơn 98% học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.
Đến nay, Châu Đức có 46 trên 66 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 70%. Phát huy những kết quả đạt được năm học 2018-2019, ngành giáo dục đào tạo huyện Châu Đức tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết dạy, đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa giáo dục. Năm học 2017-2018, trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu đã nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học. Theo đó, toàn trường có 100% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá tốt, 37% học sinh được khen thưởng, 96% học sinh hoàn thành chương trình lớp học, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học. Trường phấn đấu sẽ nâng cao hơn nữa thành tích đạt được trong năm học vừa qua, nhằm góp phần cùng ngành giáo dục địa phương hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm học 2018-2019. Trường Trung học cơ sở Phan Đình Phùng nằm ở xã Bầu Chinh, huyện Châu Đức là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Châu Ro sinh sống. Do cuộc sống của nhiều gia đình trên địa bàn còn khó khăn nên con em họ phải đi bộ gần 5 km để đến trường. Để động viên tiếp sức cho các em học sinh, gia đình khó khăn, trong lễ khai trường, Ariban Châu Đức phối hợp với Ban giám hiệu trường Phan Đình Phùng trao tặng 10 chiếc xe đạp cho các em, mỗi chiếc trị giá 2 triệu 500 ngàn đồng. Điện lực Châu Đức cũng trao tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học. Thực hiện chủ trương của ngành giáo dục, lễ khai giảng ở các trường học trên địa bàn huyện Long Điền cũng được tổ chức ngắn gọn. Sau khi thức khai trường, các trường đều dành thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, tạo không khí khai trường rộn ràng và đáng nhớ. Năm học vừa qua, tập thể cán bộ giáo viên học sinh trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học. Học sinh nhà trường tốt nghiệp Trung học phổ thông 100%, trong đó 55% học sinh đổ vào các trường đại học. Năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang đón nhận lá cờ đầu ngành giáo dục của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Dự lễ khai trường với thầy trò trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang, huyện Long Điền, có ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm học mới này, trường Trung học phổ thông Trần Văn Quang tuyển 381 học sinh vào lớp 10, nâng tổng số học sinh của trường lên 974 em với 30 lớp. Trên 90% học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt, trên 70% học sinh có học lực khá giỏi, 72 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 247 học sinh đậu các trường cao đẳng đại học đạt tỷ lệ 67%. Đây là thành tích nổi bật của trường Trung học phổ thông Minh Đạm, huyện Long Điền trong năm học 2017-2018. Năm học 2018-2019, trường Trung học phổ thông Minh Đạm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục, thực hiện nghiêm kỷ cương nề nếp trong giảng dạy học tập và kiểm tra đánh giá. Trường chú trọng tổ chức các hoạt động bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, hỗ trợ phụ đạo học sinh yếu kém. Năm học vừa qua, trường Trung học phổ thông Long Hải Phước Tỉnh, huyện Long Điền có 97% học sinh đạt hạnh kiểm khá tốt, 61% học sinh đạt học lực khá giỏi, 28 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 80% học sinh lớp 12 đủ điều kiện xét tuyển vào các trường đại học. Năm học mới 2018-2019, tập thể giáo viên học sinh của trường hướng đến đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Năm học mới 2018-2019, trường tiểu học Long Liên đón nhận 266 học sinh lớp 1, nâng tổng số học sinh của trường lên gần 1.080 em với 30 lớp. Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, phấn đấu nâng cao chất lượng dạy học tất cả các khối lớp. Tại lễ khai giảng, trường tiểu học Long Liên đã trao học bổng tiếp sức đến trường cho 11 học sinh vượt khó và hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Lễ khai giảng năm học mới đã được các trường trên địa bàn huyện Đất Đỏ tổ chức đồng loạt vào sáng ngày 5 tháng 9. Năm học này, ngành giáo dục đào tạo huyện Đất Đỏ sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm học, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1. Năm học mới 2018-2019, trường Trung học phổ thông Dương Bạch Mai, huyện Đất Đỏ có hơn 800 học sinh. Để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, trường sẽ vận động cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tăng cường nề nếp kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Song song với việc dạy văn hóa,
trường chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, thực hiện thường xuyên hiệu quả các phương pháp, hình thức dạy học tích cực, đổi mới phương thức đánh giá học sinh. Năm học 2018-2019, trường Trung học cơ sở Đất Đỏ tập trung đổi mới cách dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học quản lý. Trường quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống để các em phát triển toàn diện về mọi mặt. Niềm vui đón ngày hội khai trường của giáo viên học sinh trường mầm non Phước Điền ở thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ còn vui hơn vì nhà trường được đón bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường mầm non Phước Điền chính thức đi vào hoạt động vào tháng 4 năm 2014. Năm đầu hoạt động, nhà trường có 45 cán bộ giáo viên, nhân viên và 14 nhóm lớp với tổng số 433 trẻ. Qua hơn 4 năm thực hiện công tác dạy và học, đội ngũ giáo viên nhà trường phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Đến nay trường có 51 cán bộ giáo viên, nhân viên, trong đó đến 83% giáo viên trên chuẩn nghiệp vụ. Hiện trường có 17 nhóm lớp với 507 trẻ. Các trường phổ thông trên địa bàn huyện Xuyên Mộc cũng đã có ngày hội khai trường đáng nhớ. Năm học 2017-2018 vừa qua, trường Trung học cơ sở Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Trường có 25 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp, 42 em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và huyện. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 96,5%, xếp thứ 5 trong toàn huyện. Nhân dịp lễ khai giảng, có gần 70 phần quà, suất học bổng của hội phụ huynh và các mạnh thường quân đã được trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường, nhằm động viên các em tiếp tục cố gắng vươn lên trong học tập. Thưa quý vị, tháng 9 năm 1955, trường Văn Lương, hiện nay là trường Trung học cơ sở Văn Lương, huyện Đông Điền, được tỉnh ủy Bà Rịa thành lập nhằm tạo cơ sở hợp pháp để xây dựng lực lượng cách mạng trong vùng địch chiếm đóng, tập hợp con em trong vùng để đào tạo chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng dân tộc. Từ đó cho đến nay, tập thể thầy và trò trường Trung học cơ sở Văn Lương luôn phát huy truyền thống cách mạng, đào tạo những thế hệ học sinh tiếp nối vừa hồng vừa chuyên. Với những đóng góp lớn lao trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trường Trung học cơ sở Văn Lương đã được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Khi mới thành lập, trường Văn Lương có 2 lớp gần 100 học sinh do thầy Nguyễn Thành Long làm hiệu trưởng. Dù dạy và học trong bối cảnh luôn bị địch rình rập, đe dọa rồi bắt bớ, nhưng thầy trò trường Văn Lương vẫn nỗ lực hết mình dạy và học thật tốt. Chỉ sau 2 năm, số học sinh theo học tại trường đã lên đến gần 500. Không những tạo được tiếng vang trong dạy tốt học tốt, trường Văn Lương còn nổi tiếng trong phong trào văn nghệ, góp phần giáo dục học sinh tình yêu nước, yêu chính nghĩa và một lòng hướng về cách mạng. Trong 7 niên khóa giai đoạn 1955-1962, học sinh Văn Lương đã tổ chức hơn 15 cuộc đấu tranh chống bắt bớ, đòi thả tự do cho thầy giáo, chống lệnh đóng cửa trường, treo cờ và khẩu hiệu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Đã có 6 thầy giáo và 10 học sinh của trường bị địch bắt ra tấn tù đày. Đến năm 1962, trước sự truy bức của chính quyền Sài Gòn, cũng là trong bối cảnh cuộc đấu tranh cách mạng ở miền Nam chuyển sang giai đoạn mới, thầy Nguyễn Thành Long tuyên bố đóng cửa trường, rồi cùng với nhiều thầy cô giáo và 200 học sinh trong tổng số hơn 400 học sinh trường Văn Lương lần lượt vào chiến khu, trở thành cán bộ cốt cán trong kháng chiến chống Mỹ của quân dân Bà Rịa Vũng Tàu. Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, gần 50 thầy và trò trường Văn Lương đã anh dũng hy sinh. Sau ngày đất nước thống nhất, gần 100 cựu học sinh trường Văn Lương cũng đã trở thành cán bộ cốt cán của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều địa phương khác. Năm 1993, trường Trung học cơ sở Văn Lương được tái lập. Kể từ đó cho đến nay, mỗi cán bộ giáo viên trường Văn Lương lại không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người. Đội ngũ giáo viên của nhà trường luôn luôn là tiên phong trong việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục để cho ngôi trường Văn Lương của tôi đang giảng dạy luôn luôn là một cái ngôi trường đáng tự hào nhất cho những giáo viên và học sinh đang học tập và rèn luyện phấn đấu ở ngôi trường này. Liên tục gần 10 năm học trở lại đây,
hàng năm tỷ lệ học sinh trường Giang Lương luôn tốt nghiệp trung học cơ sở trên 97%, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng 92%, học sinh xếp loại hạnh kiểm khá và tốt đạt 90% trở lên. Nhiều học sinh trường Giang Lương được công nhận học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh. Với những đóng góp cho hoạt động cách mạng cũng như trong sự nghiệp trồng người, trường Trung học cơ sở Giang Lương đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3, cờ thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Giáo dục Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2004, trường Trung học cơ sở Giang Lương được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xếp hạng di tích lịch sử cách mạng. Chương trình Hòa Chiệp Phát triển trưa nay xin kính chào tạm biệt. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14:50, 18:30 và 21:50 trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.